nhận một hồi lốc số cho anh em nha. Đây lốc số dân ma của ông khách. Còn ăn ly gửi đó, ăn ly đó. Em nhận phục hồi lốc số cho anh em. Cu tai dân ma em đều phục hồi nha. Đây là cái lốc số này nó bị quệt hàng luôn, tét luôn. Em hàng lại đó anh em thấy không? Thấy dấu hàng chưa? Ở đây em hàng luôn, phục hồi cho anh em luôn. Lốc số bể nứt tét em đều làm được nha. Anh em gần xa có ai có nhu cầu phục hồi lốc số, cu tai dân ma em đều làm. Còn ly gửi đó nghe. Để hai gạch đi, để anh hai gạch đi, gạch lớn đi, gạch lớn bự á, năm á, ừ, rồi, ok. Em nhận một hồi lốc số cho anh em nha, cu tai dân ma em đều làm. Đây là lốc số dân ma. Anh em gần xa có ai nhu cầu phục hồi lốc số, hân hạnh là phục vụ anh em nha. Hoàng Mai 0907 790079. Cái lốc số này là có ông khách đã bị tét. Em phục hồi bằng cách em hàng, em thổi cho anh em xem nha. Đây mới hàng đó anh em thấy không. Ở đây em phục hồi tất cả cho anh em nha. Anh em gần xa đều làm, ở xa thì chỉ mua điện cho em, ở gần thì mang tới em. Hoàng Mai 0907 790079. Đo cái nữa của em chơi rồi sọc lên. Không, anh định tâm cho anh định tâm xong rồi mày cứ nhiệm vụ mày đo đúng 52 ly cho anh là được rồi. Anh định tâm rồi mày cứ đo đúng 52 được rồi. Nhiêu? 51 không? 51 là được rồi đó. Này nó còn nó ship mí là danh cũ nữa chưa? Vừa thôi năm gạch nhỏ được rồi. Anh em gần xa có ai nhu cầu phục hồi lốc số hân hạnh phục vụ anh em nha. Hoàng Mai 0907 790079. Anh em gần xa có ai nhu cầu phục hồi lốc số hân hạnh phục vụ anh em nha. Không để lát anh gặp mặt luôn chăng rồi. Để lát phá luôn. Không có đổ đầu cốt sao? Làm hết bài bản là hoàn, yên tâm đi. Đây lốc dân mai nha anh em ở đầu gần xa có ai phục vụ lốc số hân hạnh phục vụ anh em nha. Như là năm mấy? 51. 51 hả? 2 gem. Khoan từ từ, 51 2 gem. Để nguyên. Rồi ăn đi. Rồi ăn xuống. Tại nó vừa đây cũng ta cũ ăn rồi, ăn xuống đi. Anh em gần xa ai phục hồi lốc số hân hạnh phục vụ anh em nha. Ăn bên đây chưa? Ăn bên đây đúng rồi đó. Rồi. Ăn chưa? Ừ. Chào anh em luôn. Cảm ơn anh em hân hạnh phục vụ anh em nha.